Cô xin chào tất cả các bạn học sinh. Buổi học hôm trước thì cô và chúng mình đã cùng nhau làm quen với bài toán chuyển động. Các bài toán chuyển động đơn giản và tính quãng đường, vận tốc thời gian. Thì đến hôm nay chúng ta sẽ đến một cái dạng chuyển động mà nó phức tạp hơn một chút, đó là chuyển động của hai vật ngược chiều. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chuyển động của hai vật ngược chiều có những đặc điểm như thế nào. Trước khi tìm hiểu thì cô sẽ nhắc lại cho chúng mình cái công thức tính toán của quãng đường, vận tốc và thời gian trong bài toán chuyển động. Thứ nhất là nếu như chúng ta có vận tốc là v, quãng đường là s và thời gian là t thì ta sẽ có các công thức v bằng s trên t, vận tốc bằng quãng đường chia thời gian. Quãng đường thì bằng v nhân t. Đúng không? Quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian, ngược lại thời gian t thì sẽ bằng quãng đường s chia cho vận tốc v. Các bạn nhớ lại giúp cô Quỳnh là cái vận tốc v nó là gì? Quãng đường đi được trung bình trong 1 giờ hoặc trong 1 giây. Thường được tính bằng các đơn vị như là mét trên giây hoặc là km trên giờ. Trong những cái công thức như này thì chúng mình cần lưu ý giúp cô là chúng mình sẽ phải đổi các đơn vị đo về đại lượng chuẩn. Ví dụ như là quãng đường thì chúng ta sẽ thường đổi về đơn vị là km hoặc mét. Còn thời gian thì chúng ta sẽ đổi về đơn vị là giờ hoặc giây. Đối với đơn vị đo của vận tốc v thì chúng ta sẽ thường dùng đơn vị là mét trên giây hoặc là km trên giờ. Và để tính được cái thời gian chuyển động thì chúng ta sẽ lấy cái thời gian đến, tức là thời điểm đến, trừ đi thời gian khởi hành, tức là thời điểm khởi hành. Cái phần thứ hai, sau khi nhắc lại đó rồi thì cô sẽ đi vào cái bài toán phức tạp của ngày hôm nay, đó là bài toán chuyển động của hai vật ngược chiều và xuất phát cùng một lúc. Cô có một bài toán là hai tỉnh A và B cách nhau 174 km. Hai ô tô cùng xuất phát lúc 7 giờ từ hai tỉnh A và B chuyển động ngược chiều nhau. Và hai ô tô này thì gặp nhau lúc 9 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô, viết rằng vận tốc của xe đi từ tỉnh A lớn hơn vận tốc của xe đi từ tỉnh B là 5 km trên giờ. Khi mà đọc cái bài toán như vậy thì các bạn phải phân tích được cho cô các đại lượng, hoặc là chúng ta sẽ thể hiện nó dưới dạng một cái sơ đồ về bài toán chuyển động. Thì lúc đó các bạn nhìn các bạn sẽ thấy rằng là nó dễ hiểu hơn. Bây giờ cô sẽ vẽ cái quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B bằng sơ đồ đoạn thẳng. Đây, đây là A. Đây là B. Hai cái tỉnh này cách nhau là 174 km này. Đấy, chúng ta nhớ thông tin này. Có nghĩa là cái đoạn thẳng AB ở trên bảng của cô là thể hiện cho hai cái quãng đường là 174 km. Sau đó hai ô tô xuất phát cùng lúc 7 giờ. Vậy cô sẽ có một ô tô xuất phát từ A. Cô vẽ cái hình cái ô tô lên đây mà vẽ hơi hơi xấu thì các bạn cũng thông cảm cho cô vì cô không phải là một họa sĩ mỹ thuật, đúng không? Đấy, có một cái ô tô xuất phát từ A. Và một ô tô xuất phát từ B. Một ô tô nữa xuất phát từ B. Cô phải học vẽ từ bé con nhà cô. Đây, xuất phát từ B. Hai ô tô này đi ngược chiều nhau, cùng xuất phát lúc 7 giờ sáng. Ô tô này xuất phát lúc 7 giờ. Ô tô này cũng xuất phát lúc 7 giờ. Và sau đó thì hai ô tô này gặp nhau tại một vị trí C nào đó. Đó, gặp nhau tại một vị trí C nào đó. Lúc mấy giờ? Lúc 9 giờ. Tất nhiên là cái xe ô tô thứ nhất sẽ có vận tốc là V. Cô gọi nó là V1. Xe ô tô thứ hai sẽ có vận tốc là V2. Đó, tại cái vị trí gặp nhau lúc 9 giờ ở C này thì xe 1 đã đi được một quãng đường, chính là cái quãng đường AC.
Còn xe 2 đã đi được một quãng đường chính là quãng đường BC. Tại cái vị trí gặp nhau C này, cô chỉ xét tại vị trí gặp nhau C thôi, thì có phải là tổng quãng đường hai xe mà đi được chính là quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B. Như vậy thì chúng ta đã có là cái thời gian đi bắt đầu lúc xuất phát là 7 giờ cho đến cái thời gian mà gặp nhau là lúc 9 giờ thì chúng ta tính được cái thời gian đi là 9 giờ trừ đi 7 giờ và bằng 2 giờ. Trong 2 giờ này thì hai xe hoàn thành được toàn bộ quãng đường đi, đúng không? Hai xe hoàn thành được, với xe thứ nhất hoàn thành được đoạn AC này, xe thứ hai hoàn thành được đoạn CB. Vậy tổng quãng đường hai xe đã đi, đã hoàn thành được chính là quãng đường AB. Nếu cô lấy cái gì? Quãng đường AB là 174. Cô chia cho cái thời gian mà hai xe đã đi là 2 giờ thì cô sẽ có tổng vận tốc của hai xe, đúng không? Rồi khi có tổng vận tốc của hai xe và lại có hiệu vận tốc của hai xe là 5 km/h này, thì chúng ta sẽ tính toán được vận tốc của xe thứ nhất và tính toán được cả vận tốc của xe thứ hai. Đấy, nếu chúng ta coi hai xe là một xe thôi, chuyển động với tổng vận tốc là V1 cộng với V2, thì chúng mình sẽ có cái tổng vận tốc đó bằng một cái V lớn nhé. Chúng mình có V lớn thì bằng quãng đường chia cho thời gian đã đi, đúng không? Vậy bây giờ lời giải để chúng ta xây dựng giải cho cái bài toán này như nào nhỉ? Thứ nhất là chúng mình sẽ cần phải đi tính cái thời gian mà hai xe đi kể từ lúc khởi hành cho đến lúc gặp nhau là bao nhiêu. Thứ hai là chúng mình sẽ phải tính được cho cô cái gì? Tổng vận tốc của hai xe. Rồi có tổng vận tốc của hai xe và có hiệu vận tốc của hai xe, chúng ta sẽ có lời giải để tính được vận tốc của xe thứ nhất, tính vận tốc của xe thứ hai. Và các lời giải đó cô Quỳnh sẽ thực hiện ở phía bên này của bảng. Thời gian hai xe đã đi kể từ lúc nào? Bắt đầu xuất phát đến lúc gặp nhau là thời gian đó sẽ là 7-9 giờ này, trừ đi 7 giờ thì bằng 2 giờ. Bây giờ mình sẽ có là tổng vận tốc của hai xe ta lấy quãng đường là 174, ta chia cho cái thời gian đã đi của hai xe là 2, thì mình tính nhá, 17 chia cho 2 thì được 8, 14 mà chia cho 2 thì được 7 nữa. Đơn vị cho tổng vận tốc là km/h. Rồi có tổng vận tốc rồi, có hiệu vận tốc. Nào, lời giải tiếp theo của chúng ta sẽ là gì? Vận tốc của xe xuất phát từ A
À, vận tốc của xe xuất phát từ A đây, xe xuất phát từ A lớn hơn, tức là lớn hơn xe có vận tốc xuất phát từ B, tức là A sẽ, cái xe mà xuất phát từ A là số lớn đúng không? Còn xe mà xuất phát từ B có vận tốc chính là số bé. Muốn tìm số lớn trong một bài toán tổng hiệu thì chúng ta sẽ lấy tổng cộng hiệu và chia cho 2. Tổng của cô ở đây là 87. Cô cộng với hiệu ở đây là 5. Tất cả chia cho 2. 87 cộng 5 là 92. Chia cho 2 thì được 46. Đơn vị là km trên giờ. Còn vận tốc của xe thứ hai xuất phát từ B đấy, vận tốc của xe xuất phát từ B là chúng ta lấy 46 trừ đi 5 và bằng 41 km trên giờ. Bạn đáp số giúp cô Quỳnh. Xe từ A là 46 km trên giờ. Xe từ B là 41 km trên giờ. À, qua cái ví dụ như thế này thì các bạn sẽ rút ra cho cô cái phương pháp để làm bài này, đó là khi mà gặp phải cái bài toán có hai vật chuyển động ngược chiều nhau xuất phát cùng một lúc thì chúng ta sẽ phải đi tính tổng vận tốc của hai vật và coi đó là vận tốc của một vật chuyển động mới. Mà toàn bộ quãng đường đi được của cái vật chuyển động mới đó chính là tổng quãng đường mà vật thứ nhất của chúng ta đi được cộng với quãng đường của vật thứ hai đi được. Vậy cô sẽ tóm tắt cho các con cái phương pháp làm bài toán này dưới những công thức sau đây. Phương pháp giải bài toán này như sau. Các con sẽ tính cho cô tổng vận tốc của hai vật chuyển động ngược chiều nhau. V sẽ bằng V1 cộng với V2. Sau đó chúng ta sẽ tìm thời gian để hai xe gặp nhau. Thời gian để hai xe gặp nhau thì sẽ bằng quãng đường chia cho tổng vận tốc. Hoặc chúng ta muốn tìm cái thời điểm hai vật gặp nhau thì chúng ta sẽ tính bằng cái thời điểm khởi hành cộng với cái thời gian mà hai vật phải đi để có thể gặp được nhau. Đó, cái thời gian đi gặp nhau này chính là cái t trên này. Được chưa? Vị trí hai vật gặp nhau, nếu đề bài hỏi rằng nó cách A một điểm một khoảng là bao nhiêu hoặc cách B một khoảng là bao nhiêu thì các con sẽ dùng cái công thức tính quãng đường, đó là vật cách A một khoảng đúng bằng vận tốc của xe xuất phát từ A, tức là vận tốc của cái xe thứ nhất, nhân với cái thời gian mà hai vật đi đã đi đến vị trí gặp nhau, cái thời gian t này bằng cái thời gian t ở vị trí ở cái dòng thứ hai mà cô Quỳnh viết ra đây, được chưa? Đó, vậy thì chúng ta có vị trí hai vật gặp nhau cách A là x bằng V1 nhân T. Phần 3 nhỏ đó là bài toán của hai vật chuyển động ngược chiều nhưng không xuất phát cùng một lúc. Với bài toán này chúng ta sẽ phải giải quyết nó như thế nào? Thì cô có một cái minh họa cụ thể. Đó là lúc 6 giờ 15 phút, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc là 12 km trên giờ. Lúc 6 giờ 30 phút, một người đi bộ từ B về A với vận tốc là 4 km trên giờ. Hai người gặp nhau lúc 8 giờ, hỏi quãng đường đi từ A đến B dài bao nhiêu km. Cô sẽ thể hiện cái bài toán này dưới dạng sơ đồ đoạn thẳng. Cô vẽ quãng đường AB. Rồi người xuất phát từ A thì đi bằng xe đạp. Đây A, đây vị trí B. Đó, người xuất phát từ A đi bằng xe đạp lúc 6 giờ 15 phút. Đây, người xuất phát từ A nhá. Cô ký hiệu bằng một cái dấu chấm thôi. Vẽ lâu mà cô vẽ còn không đẹp nữa.
6 giờ 15 phút. Sau đó lúc 6 giờ 30 phút thì có một người đi bộ từ B về A. Lúc 6 giờ 30 phút. Một người đi bộ từ B về A. Với vận tốc là 4 km/h đó, thì lúc mà chúng ta thấy rằng người này đi lúc 6 giờ 15 phút, người này đi lúc 6 giờ 30 phút, vậy lúc người tại B xuất phát thì người tại vị trí A này đã đi được một quãng đường rồi, và quãng đường đó là quãng đường mà người A đi trong vòng 15 phút. Đây, cô giả sử vị trí này chính là vị trí mà 6 giờ 30 phút người A đi tới. Thì lúc này mình sẽ coi như đây là một cái điểm xuất phát mới của người A. Lúc 6 giờ 30 phút. Và họ sẽ gặp nhau tại một vị trí nào đó. Lúc 8 giờ. Vị trí C là vị trí gặp nhau lúc 8 giờ. Tính cho cô quãng đường AB. Đầu tiên cô gọi cái điểm này là điểm A phẩy. Thì cái người này di chuyển từ vị trí A đến vị trí A phẩy là mất 15 phút. 15 phút, được chưa? Rồi sau đó từ vị trí A phẩy này thì chúng ta sẽ coi như nó quay ngược lại cái bài toán vừa nãy. Đó là bài toán mà A và B cùng xuất phát lúc 6 giờ 30 phút, gặp nhau tại vị trí C lúc 8 giờ. Đầu tiên cô sẽ tính cái vị trí A phẩy ra đã nhá. Người từ A, người đi xe đạp đã đi được một quãng đường lúc người B xuất phát là người đi xe đạp đã đi được một quãng đường lúc người B xuất phát là vận tốc của người này là 12. Chúng ta lấy vận tốc, chúng ta nhân thời gian. Thời gian lúc người B bắt đầu xuất phát là 6 giờ 30 phút trừ đi lúc người A khởi hành là 6 giờ 15 phút. 12 nhân với 6 giờ 30 phút mà trừ đi 6 giờ 15 phút là bằng 15 phút. 15 phút thì các con nhớ cho cô nhé, cô nháp vào vị trí ở dưới này. 15 phút ý, thì nó sẽ bằng 15/60, tức là bằng 1/4 giờ. Đúng không? 1/4 giờ, và chúng ta nhân với 12 km/h nữa. Đó, 1/4 nhân 12 tức là đã đi được bao nhiêu? 3 km. 3 km. Được chưa? Giờ ta sẽ đi tính cái gì? Thời gian. Cô sẽ tính thời gian hai người thời gian hai người gặp nhau, đi để gặp nhau kể từ lúc người B xuất phát, được chưa? Thời gian hai người gặp nhau kể từ lúc người đi bộ xuất phát là người đi bộ xuất phát lúc 6 giờ 30 và họ gặp nhau lúc 8 giờ. Vậy tính cái thời gian đi thì chúng ta sẽ lấy 8 giờ
Chúng ta trừ đi 6 giờ 30 phút. 8 giờ mà trừ đi 6 giờ 30 phút thì nó là 7 giờ 60 phút trừ 6 giờ 6 30 phút. Vậy chúng ta có 1 giờ 30 phút. 1 giờ 30 phút cô sẽ đổi luôn đơn vị ra. 1 cộng 1 phần 2 là bằng 3 phần 2 gì? 3 phần 2 giờ. Rồi lời giải tiếp theo chúng ta tính. Tính tổng vận tốc. Tổng vận tốc. Của người đi xe đạp và người đi bộ là tổng vận tốc của chúng ta sẽ là 12 cộng với 4 và bằng 16 km trên giờ. Có tổng vận tốc, có thời gian đi để gặp nhau là 3 phần 2. Vậy tìm cái quãng đường ấy, chúng ta sẽ lấy vận tốc nhân với thời gian. Cô có quãng đường hai người đã đi được là 16 nhân với 3 phần 2. 16 chia 2 được 8 nhân 3 thì bằng 24 km. Cái quãng đường mà hai người đã đi được để gặp nhau ấy, nó chỉ là quãng đường A phẩy B. Các con nhớ chưa? Bây giờ đề bài yêu cầu tính quãng đường từ A đến B. Có nghĩa là các bạn sẽ phải cộng với cái quãng đường từ A đến đến A phẩy. Vậy cô sẽ có quãng đường AB dài là 24 là quãng đường A phẩy B cộng với 3 là quãng đường AA phẩy bằng 27 km. Đáp số 27 km. Ngoài ra trong bài toán này thì cô có một cách giải rất là ngắn và cô sẽ giới thiệu luôn với các con cái cách giải đó. Tuy nhiên tại sao cô lại sử dụng cách giải dài hơn là bởi vì cô đang muốn quy ước bài này vào trong cái dạng bài toán đó là chuyển động của hai vật ngược chiều và xuất phát không cùng thời điểm. Bây giờ chúng ta sẽ giải nó dưới dạng ngắn hơn thì cô tóm tắt cái cách giải thứ hai vào đây. Chúng ta có là kể từ lúc cái người thứ nhất xuất phát. Người thứ nhất là người đi từ A đi, người thứ hai xuất phát là đi từ B. Đến vị trí gặp nhau là vị trí C. Thì người này đi với vận tốc là 12 km trên giờ và họ xuất phát lúc bao nhiêu? Lúc 6 giờ 15. Họ đi đến đây là lúc 8 giờ. Vậy cái thời gian cái người thứ nhất này đã đi sẽ là lấy 8 giờ trừ đi 6 giờ 15 phút. Đúng không? Và chúng ta có thời gian họ đi từ vị trí A đến vị trí C. Có vận tốc họ đi tính được luôn quãng đường AC. Còn người tại B thì xuất phát lúc 6 giờ 30 phút và họ đi với vận tốc là 4 km trên 1 giờ. Vậy cái thời gian mà người đi từ B đến vị trí gặp nhau chính là 3 phần 2, lấy 8 trừ đi 6 giờ 30 phút. Rồi có thời gian rồi, có gì nữa? Có vận tốc rồi, đúng không? Vậy chúng ta sẽ tính được quãng đường BC. Khi các con lấy quãng đường AC cộng với quãng đường BC là chúng ta sẽ ra toàn bộ quãng đường AB cần tìm.
Trong cái bài toán này thì dùng cách 2 này sẽ đơn giản hơn là dùng cách thứ nhất mà cô hướng dẫn. Thì qua cái phần ví dụ minh họa như thế này, cô sẽ tóm lại cho chúng mình cái phương pháp để giải bài toán mà chuyển động của hai vật xuất phát không cùng một thời điểm. Phương pháp để giải bài toán hai vật chuyển động ngược chiều và xuất phát không cùng một lúc. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải tính cho cô cái thời gian mà vật đi trước là vật số 1. Thời gian đó gọi là thời gian T1. Thì vật 1 có vận tốc là V1. Khi đó chúng ta sẽ tìm được cái quãng đường vật thứ nhất đã đi trước. Quãng đường đã đi trước đó là quãng đường S1. Thì S1 bằng V1 nhân T1. Được chưa? Tìm quãng đường còn lại. Quãng đường còn lại mà quãng đường mà hai vật sẽ cùng nhau đi để đến cái vị trí gặp nhau giống cái sơ đồ đoạn thẳng mà cô vừa mới giới thiệu tới các con. Chúng ta có S2 bằng S trừ đi S1. S là toàn bộ quãng đường, đúng không? Và S1 là quãng đường mà vật 1 đã đi trước rồi. Tìm tổng vận tốc của hai vật thì chúng ta có V lớn là tổng vận tốc sẽ bằng vận tốc của vật thứ nhất cộng vận tốc của vật thứ hai. Sau đó thì tìm thời gian để hai vật gặp nhau. Thời gian hai vật gặp nhau cô gọi nó là thời gian T2. Lúc đó cô sẽ có công thức là T2 bằng quãng đường còn lại mà hai vật cần phải thực hiện cùng nhau chia cho tổng vận tốc của hai vật là chia cho V1 cộng V2. Hay nói cách khác là cái ngoặc đơn ở bên trong này của cô chính là cái vận tốc V lớn. Phương pháp này các bạn ghi chép và giúp cô. Và các con có thể dùng bút highlight để nhớ lại, tích lại cái phần nhớ dòng. Hoặc các con có thể dùng bút đỏ để phân biệt với những cái bài toán mà mình làm ở trong vở. Lúc sau mà các bạn tìm lại công thức thì nó sẽ dễ hơn. Cô sẽ cùng đi vào phần bài tập minh họa với các bạn nhé. Bài tập thứ nhất của cô là cùng lúc 7 giờ 30 phút sáng có một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc là 40 km/h và một xe máy thì đi từ B đến A với vận tốc là 30 km/h. Khoảng cách tỉnh A đến tỉnh B là 140 km và chúng ta sẽ phải đi tính xem hai xe gặp nhau lúc mấy giờ. Một xe xuất phát từ tỉnh A và một xe thì xuất phát từ tỉnh B. Xe xuất phát từ tỉnh A đi với vận tốc là 40 km/h. Đây, xe xuất phát từ tỉnh A đi với vận tốc là 40 km/h. Và xuất phát lúc mấy giờ đây hả các con? 7 giờ 30 phút. Cùng lúc đó sẽ có một xe đi từ B đến A. Có một xe đi từ B đến A với vận tốc là 30 km/h. Thời gian xuất phát cùng nhau nên ở đây chúng ta cũng sẽ tóm tắt là 7 giờ 30 phút. Toàn bộ quãng đường AB của chúng ta là 140. Giả sử như hai xe này gặp nhau tại một vị trí C nằm trong AB. Đó. Bài toán quay trở về cái bài toán mà hai xe gặp nhau thế nào? Hai xe gặp nhau tại C, biết rằng hai xe xuất phát ngược chiều và cùng một thời gian, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tính cho cô. Thứ nhất là tính được tổng vận tốc của hai xe. Thứ hai là chúng ta sẽ tính được cái thời gian hai xe đã đi. Sau đó thì muốn tính cái thời gian mà gặp nhau lúc mấy giờ, chúng ta sẽ lấy thời điểm xuất phát cộng với thời gian hai xe đã đi. Tổng vận tốc của hai xe là 40 cộng với 30 bằng 70
km trên 1 giờ. Thời gian hai xe đã đi là, đúng không? Thời gian hai xe đã đi một 140 là quãng đường chúng ta chia tổng vận tốc của hai xe là 70 thì sẽ bằng 2 giờ. Vậy hai xe gặp nhau ở thời điểm là 2 xe gặp nhau lúc 7:30 sáng. 7:30 phút cộng với 2 giờ và kết quả của chúng ta là 9:30 phút. Đó, đến đây chúng mình sẽ đáp số là 9:30 phút. Các bạn nhớ rằng là khi làm một bài toán chuyển động thì chúng mình sẽ xác định xem nó thuộc cái dạng bài toán nào và từ đó thì lấy các công thức hoặc là cái phương pháp giải của dạng bài toán đó để chúng mình thực hiện. Bài số 2, cùng một lúc có một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc lớn hơn cái xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A là 10 km/h và chúng sẽ gặp nhau sau 2 giờ kể từ lúc xuất phát. Từ đây thì chúng ta sẽ phải tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng khoảng cách từ A đến B là 140 km. Các bạn tưởng tượng được luôn ra cái sơ đồ rồi phải không nào? Cô có hai vật chuyển động ngược chiều nhau và cho đến cái vị trí gặp nhau ấy thì chúng đã đi được 2 giờ đồng hồ. Đó, cô có luôn cái quãng đường. Vậy chúng ta sẽ tính được cái gì nhỉ? Tính được tổng vận tốc, đúng không? Và có hiệu vận tốc rồi, có tổng vận tốc rồi. Mình dễ dàng tính được vận tốc của xe đi từ A và vận tốc của xe đi từ B. Chúng ta có tổng vận tốc một 140 chia 2 bằng 70 km/h. Hiệu vận tốc là 10. Mình có xe nào đi với vận tốc lớn hơn đây? Xe ô tô đi từ tỉnh A sẽ có vận tốc lớn hơn đúng không? Mình có vận tốc của ô tô là 70, đúng rồi, cộng với 10, tất cả chia cho, chia 2 và bằng 40 km/h. Vận tốc của xe máy sẽ là 10 cũng được. Hoặc lấy tổng vận tốc là 70 trừ 40 cũng được. 30 km/h. Đáp số. Xin lỗi, đây đáp số là ô tô nhé. Xe máy là 30 km/h. Bài tập số 3,
Một ô tô đi từ A đến B thì với vận tốc là 54 km/h. Cùng lúc đó thì một xe máy đi từ B đến A với vận tốc là 36 km/h. Và sau 2 giờ thì ô tô gặp xe máy, chúng ta cần tính quãng đường AB. Lưu ý rằng là khi mà các bạn đọc thấy rằng ô tô đi từ A đến B mà xe máy thì đi từ B đến A, vậy đây sẽ là một bài toán chuyển động ngược chiều. Và sau đây ạ, chúng xuất phát cùng một thời điểm. Với bài toán chuyển động ngược chiều ấy thì phương pháp làm đó là các bạn sẽ tính cho cô tổng vận tốc. Ý nghĩa của tổng vận tốc là gì ạ? Ý nghĩa của tổng vận tốc là quãng đường mà cả hai xe đi được trong 1 giờ. Sau đó thì chúng mình sẽ tính xem, muốn tính quãng đường thì mình lấy cái quãng đường mà hai xe đi được trong 1 giờ đó nhân với cái thời gian mà họ đã đi để gặp nhau, hoặc ngược lại là muốn tính cái thời gian mà họ đi để gặp nhau ấy thì chúng ta sẽ lấy quãng đường chia cho cái quãng đường đi được trong 1 giờ, hay nói cách khác là quãng đường chia tổng vận tốc, được không? Và bây giờ chúng ta sẽ tính cho cô. Tính cho cô là gì đấy ạ? Trong 1 giờ cả hai xe đi được quãng đường là 54 cộng với 36 bằng 90. Vì đây là cô tính quãng đường cả hai xe đi được nên đơn vị của cô sẽ là km. Còn nếu như bạn nào tính là tổng vận tốc của cả hai xe là thì đơn vị sẽ là km trên giờ. Các bạn lưu ý điều đó nhé. Đây là cô tính quãng đường đi được trong 1 giờ, được không? Vậy là 90 km trong 1 giờ. Và do hai cái xe này đi trong 2 giờ gặp nhau, vậy chúng ta sẽ tính được luôn quãng đường AB dài là 90 nhân với 2 thì sẽ bằng bao nhiêu đây ạ? 180, đơn vị là km. Và đáp số 180 km. Bài tập số 2. Một ô tô khởi hành lúc 4 giờ sáng đi từ A đến B với vận tốc là 60 km/h. Và 5 giờ thì ô tô khác khởi hành tại B đi về A với vận tốc là 70 km/h. Hai xe gặp nhau lúc 8 giờ và phải tính được cho cô khoảng cách của AB. Bài toán này thì chúng ta cũng tính khoảng cách AB đấy. Là đưa về bài toán tính quãng đường. Và quãng đường thì bằng gì nhỉ? Vận tốc nhân với thời gian. Bây giờ sẽ có hai phương pháp để các bạn lựa chọn làm. Phương pháp thứ nhất đó là các con sẽ tính cái quãng đường mà xe xuất phát từ A đi được cho đến vị trí gặp nhau cộng với quãng đường xe đi từ B cho đến lúc 8 giờ mà vị trí gặp nhau đó. Hoặc là cách thứ hai, các bạn sẽ tìm được cái khoảng cách cái quãng đường mà xe A khởi hành rồi. Sau đó thì cộng với quãng đường mà hai xe cùng hoàn thành. Đó. Ở trong trường hợp này thì mình sẽ chọn theo cái cách thứ nhất cho dễ dàng hơn các bạn nhé. Cô sẽ có là thời gian CA đã đi đến lúc gặp nhau là thời gian C đi từ vị trí A đến lúc gặp nhau là đó, mình sẽ lấy 8 giờ là lúc gặp nhau đúng không? Trừ đi 4 giờ bằng 4 giờ đồng hồ.
quãng đường xe đi từ vị trí A đã đi được là quãng đường xe xuất phát từ A, xe đi từ A đến vị trí gặp nhau nhé. Quãng đường xe đi từ A đến vị trí gặp nhau là lấy vận tốc của nó là 60 nhân với 4 bằng bao nhiêu hả các con? 240 km, được chưa? Tương tự chúng ta sẽ tính quãng đường mà ô tô đi từ B. Vậy muốn tính được cái quãng đường ô tô đi từ B đến vị trí gặp nhau đó thì mình sẽ phải tính thời gian mà ô tô đi từ B đến vị trí gặp nhau. Xe đi từ B là xuất phát lúc 5 giờ. Chúng ta lấy 8 giờ trừ đi 5 giờ. Các con sẽ được kết quả là xe đi từ B sẽ đi được 3 giờ. Mình có quãng đường xe đi từ B đi được đến vị trí gặp nhau quãng đường chúng ta lấy vận tốc là 70 nhân với thời gian là 3 bằng 210 km. Lúc này mình có khoảng cách AB. Khoảng cách từ A đến B là khoảng cách từ A đến B thì lấy quãng đường mà người xuất phát từ A đi được cộng với quãng đường mà xuất phát từ B đi được. Mình có 240 cộng với 210 bằng 450 km. Các con đáp số giúp cô Quỳnh nhá. Đáp số là 450 km.